Chào anh em, đã đến với kênh Mai Vàng Hữu Nghị của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là giao lưu với anh em một cây mai dảo. Cái đợt dảo sau thì đợt hôm trước là mình có giao lưu cây dảo, là đợt này là mình nuôi 200 cây nè. Nó được bà chị bà tặng thêm mấy cây chục cây mai Indo nữa. Thì đợt này chắc theo mình nghĩ là dảo hay không thì mình chưa biết anh em. Thì trước mắt thì mình đã thấy một vài cái nụ rồi nè. Nè, chắc lạc bông sẽ biết, nhưng lá non đang ra chắc mình sẽ hạn chế lạc. Thì cái đợt này là đợt dảo của mép bên đây nè. Cái này thì mình trồng trước hơn, tại khi mà nó cái lúc mà lúc trước là cái cây chỗ này nè, nó mình bỏ mình không tưới nước lâu thời gian quá lâu đó, nó chết, nên mình thấy cái cây mai này mình đem ra. Tại năm rồi đó anh em cũng biết là mình không có chăm sóc gì chân, bỏ đại nước nâu 3 4 tháng mình mới tưới 1 lần. Thì nói chung là về cái tàn của cây này á, thì cây này cao tầm mấy nhiêu ta, 2 4 6 8, tầm mét nha anh em. Cây này thì cao tầm mét, nó bự thì hoành gốc thì bằng ngón tay trỏ mình đi. Hoành này chắc tầm 3 4 thôi, không có bự đâu. Còn ngón tay trỏ nè. Nó về tàn thì nó đã ok lắm, mà tàn tự nhiên anh em cứ chơi tàn tự nhiên, tại mình mới bôi vô nè. Mới cắt ngắn nè, mấy đợt này cắt ngắn nó bắn ra lại nè. Nè, nói chung là cây này thì tàn đã đẹp hết rồi. Thì tàn đẹp thì nói chung là anh em thì sẽ tập trung về bộ đế thôi. Nè nụ nè. Một tầm theo mình nghĩ khi mình bứng về biết nụ nó có đủ sức để nó ra dảo không nữa. Thì cây này thì mình thấy là chị đã bao dảo trên 80% đó, thì mình thấy là hình như là trước giờ là chưa có cây nào 5 cánh. Hình như là 200 cây đó là mình thấy hình như có 1 cây 5 cánh, là còn nhiều lại là dảo không đó. Không biết cây này có xui rơi vào cây 5 cánh không, tại lúc nhỏ giờ trồng mình vẫn chưa biết nữa đó. Nhìn, nếu anh em biết nhìn lá thì anh em cứ nhìn lá thấy màu nó khác màu mai thường của mình nè đó. Mà găng nói chung là có bông thì mình mới biết, chứ thực chất là mình không có biết về dảo hay không dảo. Thì trước mắt là cái lứa này là lứa dảo thôi, nhưng mình sẽ tập trung bán về mai đế thôi, chứ mình không có nói về mai dảo anh em. Thì theo mình nghĩ là tỷ lệ là trên, người ta bao trên 85%, thì mình nói chung là cây nào tỷ lệ dảo cũng rất là cao đó. Nhưng lá thì theo mình nghĩ chắc cây này dảo quá. Lá nè, anh em thấy khác thường không? Nếu mà cây mai bình thường lá nó không có gì đâu, lá ra đỏ, nó đỏ sẽ như cây bên đây nè anh em. Mai này 5 cánh này nè, lấy lá đỏ không, những gân lá nè anh em thấy không. Rồi mình sẽ nói với vậy anh em về cái cách mà bấm tàn là anh em thấy không, trước đây mấy nhánh này nó le que thấy gớm nè, rồi trên đây mấy nhánh trên đây nó bự, nhánh dưới đây nó nhỏ nè. Bây giờ mình bấm ra cái nó gai kiểu này nè, năm sau anh em nghĩ đi, đường nào mà nhánh này không đẹp, còn cái nhánh này nó bị bệnh rồi nè, đó bị bệnh thì mình đã đại luôn, nó đang bắn được ngon ra. Nói chung là sau này cây này bỏ nhánh này luôn cũng được, và tàn nó rất là đều anh em nè. Cái đọt mình bấm lại nè, bây giờ nó sừng lên cái con gì ta, con gì nó chết đây nè, con gùi quá nó, anh em thấy không, đọt đỏ đỏ gắt nhiều quá, do tại mình giải đâm cái viên chứ hằng mình tứ đâm chọi rễ. Nói chung là tứ xong cái mình bo tàn là giờ ra nè, cây nào cũng vậy chân anh em, là rất là đỏ. Thì mình sẽ quay lại đế của cây này đi, đang mình đang giao lưu cây này mà. Hồi nãy mình giờ mình có bư năng mình tính ý định giao lưu nè. Đợt này là đợt cái đợt mai giá vài trăm ngàn thôi anh em, mà đế thì nói chung là lâu lâu mới được cây. Em thấy dạng đế không, mai con bằng gì nè, cây bằng ngón tay trỏ mà bộ đế nè, ở đây là muốn khích luôn cái vàng ngoài đây luôn nè. Bên đây trước mắt là mình coi bên đây đi ha anh em, tại này do tự mình quay á nên nó hơi lắc lắc, coi giờ anh em coi thông cảm cho mình. À, bữa ra cái bộ đế, cái bộ này cũng không nhỏ đâu, đế nơm sẵn luôn anh em, đế cũng lấy lực rất là lực nha. Cây này thì vài trăm ngàn à, thì hiện tại cũng cảm ơn anh em đã mấy cái thời gian qua đó đồng hành cùng cái kênh của mình, để kênh mình ngày càng phát triển hơn anh em. Và nhiều anh em cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu để cho cái kênh mình hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tương lai. Có nhiều anh em cũng rất nhiệt tình, cũng cảm ơn nhiều nhiều anh em đó. Nói chung là nhờ nhiều anh em đó thì mình cũng biết thêm một số nhiều điều hay hơn, tại mình là còn nhỏ nên mình phải học hỏi nhiều anh em đó, nhiều anh em chỉ dạy. Thì nói chung là rất cảm ơn anh em. Về bộ ghế bên này thì chắc không chơi gì đâu được rồi. Cái này thì lá non thì chắc mình để lá già mình sẽ bứng quá anh em. Thì hiện tại lá non nè.
bấn động vô thì theo mình nghĩ chắc có thể là suy cây luôn á. Thì bây giờ mình moi ra thử một cái đi, rồi hẹn anh em, chắc hẹn anh em quá, hoặc là ưu tiên anh em lấy giường đi, anh em lấy giường bứng, anh em bứng chứ mình không dám bứng cái này đâu, cây này nó lá non quá, mình bứng sợ nó đụng bầu với nó si nữa. Si đem về thì cái cây mà anh em mà đem về mà si mà có dấu hiệu mà này nọ cái mình cũng mất uy tín nữa, nên thôi tập trung vô cái uy tín cho nhiều nhiều cái kênh mình đang phát triển thôi, chứ chưa phát triển mạnh như những kênh khác của anh em khác. Thì thường á mình là mình bứng lên á mới thấy độ đẹp của cây mai, nhưng cây mai này thì nói chung là rễ mình đã sửa sau này á, đợt sau này thì rút kinh nghiệm mình rút rất là nhiều, nên những cây mai này đấy hầu như là rất là đẹp nha em. Nói chung là cái cây mai mà càng đi sau là đấy nó càng hiện lên mặt luôn, hiện rõ rệt luôn đó, lên cái mặt này nè, tại giác đó mình làm cái màu giả như những cái clip trước mình đã giới thiệu anh em đó. Anh em thấy không, chỗ này có con rễ bự nè, cái này nói chung rễ rất là lực nha anh em. Cái này nếu mà anh em muốn đỉnh nữa về anh em xử lý đợt rễ nữa, anh em thấy không, hai cái cọng này nè, đây nó có ba cọng nè, đang cọng này nè nha, đó này này á, nó hơi khít, bên đây nó khít dịch luôn nè, còn bên đây nó hơi thưa, nó thưa tầm khoảng một phân thôi chứ không có nhiều nữa. Còn hai cọng này nữa nè, anh em kéo xích qua đây một xíu nữa, nhưng mà kéo thì thôi theo mình nghĩ không cần đâu, tại cái này á tầm một năm nữa là cái này độ đỉnh của nó không có thua ai đâu, nói chung là vậy luôn đó. Nên không, càng bươi ra càng có rễ nó ra ngoài nè, nó nhỏ nữa gì khi mà nó lớn không biết sao nữa. Thì cái này nói chung là mình không có ý định giao lưu đâu, nhưng mà tại vì có nhiều anh em á có hỏi mình giao lưu một cây mai dưới 1 triệu á, thì mình cũng moi ra, nhưng mà mình moi ra cái mình quên tới cái lá, cái dạng lá của nó nữa, tại cái dạng lá của nó như thế này thì làm sao mà bứng được, mình không phải là bứng không được anh em, có nhiều anh em kinh nghiệm lâu á bứng hôm nay hay á thì bứng dư sức đó, còn mình á cái kinh nghiệm mình mới là có sửa rễ thôi chứ chưa có cái bứng. Nếu là cây mai của mình nhổ lên luôn của mình đó nha, nếu là của mình thì mình nhổ lên luôn chứ không có kiểu là như này đâu. Cây này nếu mà chắc theo mình nghĩ là Dây em lấy qua đây đi ha, để nó ngược lắm. để đây đi, hồi em qua cho lấy bên cây mai đây nè, anh em ra cho gì vậy cho. Bên đây thì nói chung là nó không có thiếu cái nè, con này nãy tại mình môi lên nè hay văng lên, thì này hồi lấy cây cắm xuống là nó lớn à, nếu mà không lớn cũng được nữa, tại đó có con cọng bự bên đây nè. Mai thì khi mà mình trồng như thế này á nó không có sợ thiếu rễ nha nè, thà dư mình cắt bỏ chứ đừng để cho thiếu, thiếu thì nó gói ghen cây lắm, nó xấu cây nữa, nó thiếu mà ha, khi mà nó thiếu mà anh em mình để chết cọng rễ là anh em rồi luôn, cái mai đó coi như là hết luôn, không còn gì để nói nữa. Còn cái mai mà dư rễ như thế này nè, con này nè, con này hồi nhét vô đây là cái này, những con này nè anh em đẩy lên, mà nói chung là dàn rễ mai này thì thôi đi, biết rất là nhiều cọng nha anh em, không phải một hai cọng đâu, đợt này được giảo nữa. Để xong đợt này đi mình sẽ đặt lá, tiến hành đặt lá lên cái nặt lá cái cò bông đi nè, nặt những lá dài nè, là bông nở hả, tại có đâm chọi ra rễ với đang cái viên này nó đang tốt, nó đang bắn ra đó, có một hai cái nụ thôi nhưng mà chắc chắn có bông, tại hôm trước mình giao lưu cây trước là cây mai giáo trước đó anh em. Cái này thì mình lắp cái này cái đầu đây cho nó tỉnh tỉnh cho anh em, trừ khi nếu giao lưu anh em thì bứng luôn, anh em đem về anh em úng cắm dừa lại. Cái này thì nó chết thì nó không chết đâu, rễ nhiều gì sao chết nổi, mình sợ mất sức thôi, nó si hơi lâu xíu á, tại hôm trước cây mai trước thì nó nằm trong chậu, mình cắt cái chậu ra cái là mình tiến hành là quấn băng keo lại, mình cắt nửa cái chậu ra quấn băng keo lại mình giao cho ông anh. Còn cây này thì nói chung là nó nằm dưới đất nè,
Cái này bứng cái bầu không nhỏ đâu. Hôm trước cái bầu có cái chậu 16 đó thôi. Mà mình căng cái hình như nó ra mười mấy ký ta, 16, 15 ký, 15 ký. Anh hồi cái lên chảnh không chịu nhận cây á, tại hiện tại đang dịch nè, không chịu nhận cây và đi xa nó bể bầu á, cái mắt cắt ngắn lại và đưa vô thùng mớp. Đưa vô thùng mớp xong thì nó còn cái nó lên gần 16 ký. Giá ship căng lắm. Cây này thì bứng bầu không nhỏ đâu. Trừ khi á mình sẽ bứng vòng vòng trong đây nè. Nhưng cái những con rễ mình bự lên quấn cái bầu nhỏ này để mình rễ mình quấn đắp lại. Trong đây đắp quấn rễ nha. Vậy thì được. Nói chung cây này thì thế thôi đi. Khỏi bàn luôn rồi. Nếu mình mà bự hết á, để múc kiếm gì múc miếng nước. Tứ ăn cái nữa thì cái này vàng khe liền như cái gì. Khỏi sữa luôn anh em. Cái thằng đem về là chơi luôn nè. Ghế nè, nếu mà nếm từ vàng ngoài đây biết nhiêu cộng nữa, rất là nhiều luôn, không dưới 30-40 cộng đâu. Đây nè, 1 cộng, 2 cộng nè, dưới đây nó có 1 cộng nè, đây 1 cộng, bên đây 1 cộng nè, đây, đây nè, đây nha. Nói chung là rất là nhiều, bộ đế này rất khủng anh em. Mai con bằng gì thì nói chung là khủng, rất là khủng rồi đó. Cái này chắc về, cái này chắc để đi vài tháng nữa mình sẽ giao luôn. Tầm Tết đi, Tết anh em bứng về anh em chơi 1 bông, 2 bông thôi. Đây có 1 bông nè. Đây 1 bông. Cái này 1 bông đó là 2. Cái mai mà mình đưa về mình phe bù đế thôi, chứ mắc Tết nha, mình lên chậu đó anh em, mình phe bù đế thôi. Còn cái này á, nếu mà để đây, nếu mà anh em mà muốn chốt để đây á, cây này thì nói chung là hôm trước mình bo lá là mình dở rồi. Nếu mà chơi Tết thì cây này được đó, mà đế đẹp thì bo chơi Tết đi, năm sau mới chơi. Nếu đế đẹp như này mà chơi Tết uổng lắm nha anh em. Đế như này mà chơi Tết là mắc sức, thứ nhất là mắc sức cây nè, thứ hai mình cũng lên về xuống á, chăm không kỹ đem lên chậu xong Tết, nhưng mà qua Tết đem lại đất á, 2 công đoạn nên nó sẽ mắc sức cây nhiều lắm. Cây này thì nó bàn nó nôm sẵn, nó nôm nhẹ nhẹ xuống nè. Về khi nào anh em đem về thì anh em cho nôm gắt luôn. À, những con rễ này nó bự như thế này nè. Nó ra tầm khoảng tắc gửi đến 2 tắc nữa. Không hết con rễ. Bơi cái bầu thì lớn không nhỏ đâu. Những nói chung là những cây mai mà sữa đế là cái bầu quấn không nhỏ được. Nên anh em có gì mà anh em thông cảm. Anh em mà ngán tiền ship này nữa thôi luôn á. Nên nếu mà anh em mà đặt chừng vài cây á, sẽ muốn xe tải giao cho nó dễ luôn. Tại nói chung là vườn mình nó nhiều thiệt đó, nhưng mình cái kiểu là giao ship 1-2 cây á, giao ship nhiều quá thì mình phải anh em phải tự lựa rồi nọ, còn ship 1-2 cây thì mình lựa không, nói chung là không có được, không có thể dựa. Nói chung là anh em thì anh một anh thì thích đế bàn, một anh thì thích đế nơm á, mình thì mình không biết lựa làm sao vừa ý anh em nữa, trừ khi anh em lại vườn á, anh em cứ lựa thoải mái, rồi được cái nào thì chốt. Anh em mình sẽ tính tới giá được thì bứng và kiếm xe giao lưu anh em dễ hơn. Tại vườn mình thì nói chung là nhiều đó, mình chăm không đều, nó lớn đâu đều đâu, cây lớn cây nhỏ, cây lớn cây nhỏ, đế thì cây đủ, cây nó còn thiếu một bên, không phải thiếu một bên cũng như bên lớn bên nhỏ đó anh em. Ví dụ như cây này thì đế nè, xung quanh nó ra đều hết rồi nè, vì là cây này ok giao lưu được. Còn những cái cây khác á thì đế nó nằm có một bên hoặc bên đây bự, rồi bên ví dụ này như bên đây nó bự rất là bự, rồi bên đây đế rất là nhiều nữa đó, nhưng nó nhỏ bắt buộc phải nuôi lại bên đây, nuôi thêm tầm vài tháng nữa nó mới bằng nhau trở lại. Thì có 2 cách nuôi đế đó, thì cái cách của mình thì thường là mình sẽ đi phân thuốc lại chứ không có cắt. Còn cắt thì không, khi mình nếu mà mình khi mình cắt thì mình phải sửa hết. Bây giờ lắp tắt xương xương lại, ngồi lấy cắm dừa nuôi lại mới được. Nặng sau này anh em có giao lưu á, mình sẽ cần mà mua cắm dừa cái là lụm. Không có cần thiết mà phải làm nặng này nữa. Đây mình mua xương xương nữa đây anh em. Nè, đây có 2 con rễ, con rễ cắm dưới nè. Nè, rễ cắm dưới và con rễ bắn lên trên nó được 2 cộng nữa đó. Rồi xuống đây được thêm 2 cộng nữa nè, mà thôi thấy cộng trên đây thôi. Còn dưới đó nữa sau này đây thì đem về nhà của anh em á, anh em tính sao tính. Nói chung là kênh mình thì từ từ nó cũng đang phát triển anh em,
chứ không phải là kênh còn nhỏ. Nói chung là anh em nào cũng mới vừa làm YouTube thì đầu tiên đâu có ai mà mới đưa đầu đưa vô cái là nó lớn liền đâu. Nếu mà anh em mà muốn biết thì anh em phải cứ quay lại hỏi những anh em mà kênh, những cái kênh trước á, kênh lớn trước á, thì trước đây mình cũng có theo dõi anh em đó thôi. Mới đầu vô thì anh em cũng mới vừa tạo, có anh em nào mà là được vài ngàn đến vài chục ngàn lượt đăng ký và theo dõi như nọ, được xem nhiều đâu. Cũng anh em cũng từ từ làm, từ từ và nhiều anh em cũng thấy xem thích và ủng hộ kênh thôi. Cái lúc mà mình mới chơi mai á, mới vừa biết chơi mai á, mình cũng có xem theo dõi, cũng có một số kênh lúc đó cũng còn rất là nhỏ, nhưng anh em cũng làm hay một thời gian và kênh đã lớn lên. Thì kênh mình nói chung là cũng từ từ theo những cái kênh của anh em đó thôi. Cái gì cũng có bước từ số 0 mới đến số 1 anh em, chứ đâu phải mới đưa vô là số 10 đâu. Đưa vô số 10 thì cái đó anh em đó quá tài, mình không có theo được. Nói chung là mình sẽ cố gắng để phát triển từ từ cùng đồng hành với anh em. Đây dưới đây vẫn có gãy nè, nhưng mình lắp cái gãy trên đây lại cho nó kín. Còn mấy gãy dưới đây hồi nó lấy cây cắm hết, là lần lấy hết những gãy dưới đây luôn anh em. Đây gặp chày quá, cài đi. Nếu mình lắp lại lấy đất sành tô lên là nó ok. Như mai mình hôm đây thì anh em thấy bo tàn hơn, giờ nó ra nè. Nhưng bo tàn này anh em hay cực là nhớ xịt sâu ngừa đúng thời gian nha, hoặc là trước khi nó bị sâu ngừa. Mình thì mình xài vui vẻ kẹp đó, nên nói chung là nó sẽ lưu dẫn lâu hơn. Thì hiện tại mình sẽ nói chung á, muốn anh em muốn cái bộ đế nó dàn khè như này á, cái cách thứ nhất là anh em bư này, cách thứ hai đó sau này anh em á lấy thằng cám dừa anh em ủ lên. Mà cái này đẹp thiệt. Nói chung là do nguyên nhân dịch bệnh này nên anh em thì nói chung là anh em sẽ không hạn chế đi được tới nhà mình á, thì nói chung là bây giờ giao cây giao cũng không được nha anh em. Không có chỗ nào nhận cây luôn á. Nhận cây phôi cây bự thôi, còn những cây nhỏ thì nói chung là không có nhận được. Thời bư ra cây này càng bư càng chứ nè anh em. Gì sao chịu nổi giờ. Nó cây nhỏ mà anh em trồng được cây nhỏ như thế này á, tầm 2 năm nữa thì nó liền mặt và nó cứng thành bộ đế khủng. Khủng khiếp luôn á, chứ không phải dạng bình thường nữa. Quay bên đây cho anh em thấy nè, bên đây không có thiếu ghế nè. Nói chung là cây này này làm gì mà thiếu ghế được, nó dư ghế luôn á. Và đế rất là lực nha anh em, mí mà còn nhỏ này, không ghế lực cực kỳ luôn. Thôi thì cái clip mình cũng tính tới đây thôi, để đây đi. Tầm khoảng 3 tháng 4 tháng nữa thì mình sẽ quay lại cho lá nó già đó. Nếu mà anh em gấp á thì sẽ có một cách thứ hai làm cây mất sức đứt rễ màng, nhưng đó thì mình không làm đâu. Cây đang lớn đang phát triển mà tích lăn vô là cây sừng lên anh em. Thì nói chung là thôi, clip mình cũng làm tới đây thôi, để tập trung cho về mấy những cây khác nữa. Mình đang chuẩn bị giao lưu với ông anh hai cây kia nữa này, chuẩn bị lên xe này, nên mình sẽ vô làm cho những cái kiếm đường lên xe cho dễ anh em thôi. Thì tạm biệt anh em đi, chúc anh em sức khỏe, hẹn anh em ở clip sau. Mình sẽ là cố gắng ra những clip hay hơn và cây đẹp hơn. Thôi tạm biệt anh em.